Sáng 20 tháng 2, người thân, người dân, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh Bến Tre đã đến phúng viếng tiễn biệt cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại nhà riêng ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quế, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Tại đây, công tác phòng chống dịch COVID-19 như sát khuẩn, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang được thực hiện chu đáo. Nhiều bà con hàng xóm của cố Phó Thủ tướng đã đến từ hôm qua để cùng gia đình lo tang lễ. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng các nguyên lãnh đạo trung ương cũng đã gửi vòng hoa đến phúng viếng. Dự kiến lễ tang cấp nhà nước của cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội trường lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày mai 21 tháng 2. Sau đó, ngày 22 tháng 2, ông sẽ được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11 tháng 11 năm 1942 tại xã Bình Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông từng trải qua nhiều cương vị công tác như Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, 10, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam khóa 12. Ông còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 8, 11 và 12. Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương, ở cương vị nào, ông cũng luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách được giao và quyết liệt trong công tác phòng chống bài trừ tham nhũng. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương quyết thắng hạng nhất, huân chương độc lập hạng 3. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.